Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thao tác thiết lập công thức tính công lên trên hệ thống của Base Timesheet. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ mô phỏng một quá trình làm việc vào cuối tháng của nhân viên CNB. Cuối tháng của nhân viên CNB thì chúng ta sẽ có quá trình là theo dõi lại dữ liệu chấm công của mọi người, chỉnh sửa lại lịch làm việc nếu cần, chạy công và tính ra công cuối cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thao tác thực tế, coi là thao tác đó ở trên hệ thống Base Timesheet sẽ được diễn ra như thế nào. Bây giờ xin mời anh chị truy cập vào phần mềm. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách mà chúng ta sẽ chạy công vào cuối tháng. Ví dụ như ở đây tôi sẽ chạy công vào tháng 6 2021. Thì một số thao tác chúng ta cần làm để có thể chạy công hoàn thiện. Thứ nhất đó là chúng ta cần cập nhật các cái ngày nghỉ lễ trong tháng. Nếu mà trong tháng đó có ngày nghỉ lễ thì đầu tiên anh chị cần phải vào hrm.base.vn. Anh chị vào phần ngày nghỉ lễ, tạo mới một ngày nghỉ lễ ở trên đây, nhập tên ngày nghỉ, nhập các ngày nghỉ trong cái tháng đó và áp dụng cho những lịch làm việc nào thì anh chị sẽ tích chọn ở đây. Và anh chị sẽ cài đặt là ngày nghỉ đấy có được trả full công hay không. Sau đó thì anh chị sẽ lưu lại. Đây là thao tác thứ nhất chúng ta cần làm. Sau khi chúng ta làm xong thì thao tác số 2 chúng ta cần làm đó là qua time off, là phần ghi nhận tất cả các cái thứ liên quan đến nghỉ phép của người nhân viên. Anh chị cần phải vào phần cài đặt của time off. Có hai thao tác cần phải làm đó là: thứ nhất đó là nhắc các cái thành viên quản lý cần phải phê duyệt đề xuất. Đấy, chúng ta sẽ nhắc phê duyệt đề xuất từ ngày bao nhiêu đấy, ví dụ như là đầu tháng đến đầu tháng sau, ví dụ như vậy. Chúng ta nhắc thì tất cả những người đang còn đề xuất chưa duyệt thì người ta sẽ nhận được thông báo và người ta vào duyệt đề xuất. Mục đích của việc này là gì? Đó nghĩa là những người nhân viên chưa được duyệt đề xuất thì công của họ vẫn chưa được ghi nhận. Chúng ta phải nhắc nhở các người quản lý duyệt đề xuất để cho tất cả các cái công của từng nhân viên được ghi nhận vào hệ thống. Sau khi mà mọi người đã duyệt xong hết rồi thì chúng ta sẽ làm thao tác số 2, đó là khóa phê duyệt đề xuất. Thao tác khóa này có mục đích là gì? Là chúng ta sẽ khóa trong khoảng ngày mà chúng ta muốn kiểm tra. Ví dụ tôi muốn khóa từ ngày 1 tháng 6 và tôi khóa đến ngày 30 tháng 6. Thời gian khóa là ngày hôm nay đến lúc 12 giờ thôi, ví dụ như vậy. Đó. Sau đó thì tôi sẽ khóa cái này. Ý nghĩa của việc này là gì? Là tôi sẽ không cho phép bất cứ ai có thể duyệt được đề xuất nữa để nó tránh làm sai lệch số liệu. Sau khi tôi đã cập nhật xong ngày lễ và cập nhật xong time off thì tôi sẽ qua timesheet. Tại timesheet thì tôi sẽ vào phần đầu tiên là chu kỳ tính công. Tôi muốn tính công cho ca nào, cho thời gian nào thì tôi sẽ tạo thời gian đó này ở đây. Ví dụ như là chọn năm, chọn tháng, chọn circle và chọn thời gian. Trong trường hợp này tôi sẽ tính công cho Hồ Chí Minh Office. Đó, tôi tạo ra thì ở đây tôi đã tạo một chu kỳ tháng 6 rồi. Tôi đã đưa thời gian làm việc Hồ Chí Minh vào đây rồi. Thì sau khi mà tôi tạo xong thì nó sẽ hiển thị ở thanh menu bên trái. Tôi đưa chuột vào đây. Với thao tác tính công thì tất cả anh chị sẽ có 4 bước. Bước thứ nhất đó là chỉnh sửa thời gian chấm công. Trước khi mà mình thực hiện thao tác thì mình cần phải chỉnh sửa thời gian chấm công của tất cả mọi người. Nếu mà trong tháng đó mọi người có sai sót dữ liệu chấm công thì anh chị có thể xóa hoặc là thêm bớt các dữ liệu chấm công đấy ở đây. Ví dụ tôi có thể thêm một lốc check-in bằng việc kéo chuột như thế này, giống như trên Excel. Đó. Sau đó tôi thêm một thời gian chấm công, giả sử tôi thêm chấm công của mọi người là tất cả các thành viên công ty đều có dữ liệu chấm công trong khoảng ngày đấy là lúc 7 giờ. Tôi thêm. Thì ngay lập tức hệ thống sẽ ghi nhận mỗi một cá nhân sẽ có một lốc check-in lúc 7 giờ. Đấy. Đây là nơi để mình có thể chỉnh sửa, thêm bớt sửa xóa dữ liệu chấm công của mọi người. Tiếp theo đó là phần chỉnh sửa lịch làm việc. Trong tháng này thì có một ngày nghỉ lễ là ngày 1 tháng 6. Đấy, tôi ví dụ như vậy, ngày quốc tế thiếu nhi. Thì sau khi làm xong thì chúng ta cần phải đồng bộ ngày nghỉ lễ này. Và nếu mà trong tháng đấy chúng ta có sự thay đổi về lịch làm việc thì chúng ta sẽ đưa chuột vào đây và tải lại lịch làm việc. Sau khi mà chúng ta đồng bộ ngày lễ và lịch làm việc xong thì chúng ta sẽ đến bước số 3, đó là áp dụng công thức Excel. Công thức thì chúng ta đã viết trong cái video trước đó rồi. Thì ở trong phần này thì chúng ta có thể thấy nó tự động cập nhật cái ngày nghỉ lễ và tự động cập nhật các cái số công của mọi người theo công thức. Trong trường hợp này là ai mà đi muộn hoặc là về sớm. Đây này, ngày đầu tiên ngày 1 tháng 6 thì luôn luôn đủ công. Nhưng mà những ngày kia thì mọi người vì trễ nên là nó tự động trừ 0,25 công của mọi người. Đó. Ngày nào không đi làm thì nó tự động hiểu là không có công. Ví dụ như vậy. Rồi, chúng ta ở đây là nơi để mà tự động chạy từ dữ liệu chấm công dựa vào công thức để chạy ra số công. Sau khi chúng ta chạy xong ở đây, chúng ta kiểm tra xong rồi thì chúng ta sẽ lưu lại. Và bước số 4, đó là bước chúng ta có thể
check lại một lần nữa số công của tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ có bước số 4 để check lại số công. Và tại bước số 4, nếu như anh chị thấy rằng là số công của một ai đó bị sai, ví dụ như anh Viễn này, số công là ngày hôm đấy đúng ra phải đủ, thì mình có thể sửa trực tiếp số công ở đây. Mình có thể sửa nó lại là thành 0.5 thay vì là 0.25. Thì ngay lập tức trên hệ thống nó sẽ ghi nhận cái dữ liệu chấm công của anh Viễn là đã được chuyển từ 0.25 thành 0.5. Và sau khi chúng ta đã chỉnh sửa số công của mọi người ở đây, chúng ta có thể chỉnh sửa hàng loạt bằng việc kéo chuột như thế này. Và sau khi chúng ta sửa xong rồi thì chúng ta sẽ ấn lưu lại. Dữ liệu khi mà chúng ta ấn lưu lại như vậy thì ngay lập tức nó đã được chuyển sang payroll dùng cho hoạt động tính lương. Và nếu mà không muốn ai đó chỉnh sửa dữ liệu này nữa thì anh chị sẽ ấn nút done để khóa cái bảng công này lại. Khi anh chị ấn done thì coi như là chúng ta sẽ không chỉnh sửa thêm bất cứ thông tin nào cả. Và nếu mà cần mở lại thì anh chị sẽ đưa chuột vào đây và unlock data này là được thôi. Và sau khi mà chúng ta đã chạy xong hết bảng công thì chúng ta sẽ đưa chuột lên góc phải phía trên này. Chúng ta có thể gửi bảng công cho một số nhân viên hoặc là gửi bảng công cho tất cả mọi người. Đó, chúng ta sẽ gửi đi. Thì tất cả mọi người sẽ nhận được một cái thông báo trên hệ thống Base, ví dụ như thế này. Và mọi người sẽ nhận được một email về số công của mọi người nhận được. Đây, tôi sẽ click vào cái thông báo. Vì số công khá nhiều nên là phần mềm vẫn đang chạy. Bây giờ tôi sẽ click vào thông báo. Đây, thì nó sẽ đưa đến cái giao diện mà bảng công của tôi. Đây là tôi có thể theo dõi số công của mình. Tất nhiên là cái này tôi có thể theo dõi mỗi ngày rồi. Tuy nhiên thì cuối tháng khi mà CNB thực hiện thao tác xác nhận thì tôi sẽ nhận được một noti và tôi sẽ nhận được email để coi là số công thực tế có đầy đủ hay không. Nếu mà sai sót hoặc thiếu gì thì tôi sẽ phản hồi với CNB qua tin nhắn hoặc là qua email luôn. Thì đó là quá trình mà chúng ta sẽ chạy công vào cuối mỗi tháng. Sau khi mà chúng ta hoàn thành thì dữ liệu đã được tự động chuyển sang payroll. Trong video sắp tới về payroll thì các anh chị sẽ được hướng dẫn về thao tác chúng ta dùng cái số công đấy để tính ra lương như thế nào. Tóm lại video này thì anh chị cần lưu ý là nếu mà trong tháng có ngày nghỉ lễ thì mình cần cập nhật ngày nghỉ lễ ở đây. Nếu mà trong tháng có time off thì chúng ta cần phải nhắc nhở duyệt time off, sau đó thì khóa time off để tránh làm sai lệch số liệu. Và sau khi mà đã làm xong thao tác đó rồi thì chúng ta sẽ tạo chu kỳ và thực hiện thao tác chạy công tại giao diện của time sheet. Thì đó là tổng quan nội dung của video này. Mong rằng là anh chị có thể thao tác và chạy được số công hoàn thiện cho doanh nghiệp của mình. Chúc anh chị thành công. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thao tác điều chỉnh dữ liệu chấm công, điều chỉnh lịch làm việc, chạy công vào cuối tháng, chỉnh sửa số công nếu có. Và để hiểu rõ hơn về phần mềm, anh chị có thể trả lời một vài câu hỏi nhỏ đang có ở dưới video này. Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng, anh chị cũng có thể đặt câu hỏi ở dưới video này hoặc là hỏi đội hỗ trợ trực tuyến của Base. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.